Bạch Công Khanh hé lộ nụ hôn bạo liệt với nam em. Trong nhà không bán khởi chiếu dịp Tết Nhâm Dần này, nam em và Bạch Công Khanh vào vai vợ chồng và có nhiều cảnh tình tứ với nhau. Đáng chú ý nhất vẫn là nụ hôn bạo liệt của Huy, Bạch Công Khanh dành cho Trinh, nam em. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc Huy Trinh là những khoảnh khắc thơ mộng nhất trong phim kinh dị duy nhất của mùa Tết 2022. Vì lần đầu hợp tác mà phải đóng các phân cảnh nhiều cảm xúc nên Bạch Công Khanh và nam em đã chủ động trao đổi trước cảnh quay. Trên phim trường, nữ diễn viên thoải mái trò chuyện, trêu bạn diễn để rút ngắn khoảng cách ngượng ngùng vì lần đầu làm việc. Người đẹp đa tài tâm sự, cô đang trong giai đoạn kỳ thị tình cảm, không muốn đón nhận một ai nên cảm thấy khó khăn khi vào vai một cô gái si tình. Sau những khó khăn ban đầu, cặp đôi chênh nhau 6 tuổi đã trở nên thân thiết hơn nên phối hợp ăn ý trong các cảnh quay giàu cảm xúc. Bạch Công Khanh tiết lộ từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ nhưng luôn bất ngờ trong từng cảnh quay cùng nam em trong nhà không bán. Có lần, cô chủ động xin quay lại cảnh hôn của cặp đôi vì cảm thấy chưa đủ cho nhân vật. Chỉ vì muốn có thể đạt đến độ chính của nhân vật Trinh là giọt nước mắt khi chia tay người yêu, nên cô không ngại đề nghị quay thêm trong lúc mọi người định chuyển góc máy khác. Bạch Công Khanh cho biết, nam em là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi, cô gái này dùng hết cảm xúc chân thực nhất để diễn tả nhân vật. Tôi không cho rằng nam em là diễn viên đơn thuần mà đó là một người giàu trạng thái và vận dụng những điều này trong diễn xuất. Nam em thú nhận rằng khi nhận vai, cô không biết Bạch Công Khanh là ai nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ chắc không thể đóng cảnh tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Nam em tiết lộ vì quá ám ảnh với mối tình đẹp nhưng ngang trái của Huy và Trinh mà không thể thoát vai suốt thời gian quay phim, cô cứ luôn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Phim điện ảnh Nhà Không Bán thực sự trở thành khởi đầu của mối duyên trong nghệ thuật của nam em và Bạch Công Khanh ở nhiều dự án âm nhạc, phim truyền hình sẽ ra mắt trong thời gian tới.